Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cơ sở của bậc chỉ nhân. Hỡi các vị thanh niên, hỡi những người bạn trẻ, các vị phải nên bắt chước những bậc thánh nhân, những bậc hiền triết đời trước, những bậc đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, bắt chước những vị đại anh hùng xưa nay trong nước lẫn ngoài nước, những vị lãnh tụ vĩ đại nhất trên thế giới, ngõ hầu mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Cho nên, lúc nói chuyện, các vị nên phấn khởi tinh thần lên, chỉ đừng ủy mị, chẳng có chút gì phấn chấn. Hào khí phải ngất trời, luôn luôn giữ mãi khí khái của bậc anh hùng vĩ đại. Bây giờ là lúc các vị đặt nền móng, nên khởi sự kiến lập cơ sở nhân cách của các vị cho tốt, để tương lai các vị phục vụ cho toàn nhân loại trên thế giới và đem lại lợi ích cho tất cả nhân dân. Muốn lập định mục tiêu như thế, các vị không nên tự cam chịu mình như đồ bỏ. Lúc đi lên thuyết giảng, các vị nên có thái độ hăng say tràn trề, đừng mắc cỡ, đừng nghĩ là mình nói hay hoặc không hay. Hay hoặc không hay thì cũng đâu có sao, chỉ là nói ra những lời trong tâm mình muốn nói, trực tâm là đạo tràng. Đó cũng tức là mình có lời chân thật, không nên nói lời giả dối, đừng nên nói những lời để làm người ta ưa thích. Các vị nên nói những lời mà các vị muốn nói, đừng nói những lời mình không muốn nói. Nên phải phú quý bất năng dâm, giàu sang nhưng không ham mê. Dù trong tương lai, khi được giàu có, mình cũng phải giữ quy củ, nề nếp, không dâm loạn. Và bần tiện bất đăng di, nghĩa là dù trong hoàn cảnh nghèo hèn như thế nào, mình cũng không biến đổi chí khí, hoặc để tâm chỉ cùng mục tiêu của mình bị dao động. Uy chủ bất năng khuất là không khuất phục bởi bất cứ quyền lực áp bức hoặc dụ dỗ nào, nên giữ thái độ làm người với chí lớn kiên cường mạnh mẽ của mình. Giờ đây, các vị nên kiến lập cơ sở nhân cách của mình lên, để tương lai là một vị đại nhân vật oanh oanh liệt liệt trên thế giới. Bây giờ, các vị thường nên tồn giữ cái chí nguyện này, tương lai nhất định các vị sẽ có một tiền đồ rộng lớn thênh thang, gọi là bằng trình giảng lý, như chim bằng bay đi muôn dặm xa. Giảng ngày 16 tháng 1 năm 1987. Ha ha ha, 问什么的说呵。